Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, luôn bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, đối sách trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là đánh giá được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác biên phòng diễn ra vào ngày 9 tháng 12. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh các chủ trương, đối sách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện. Trong năm, lực lượng biên phòng Hà Giang đã tổ chức tuần tra gần 1.200 lần, phát huy hiệu quả 107 tập thể và 856 gia đình tham gia tự quản đường biên mốc giới phát hiện xử lý 117 vụ với 279 đối tượng liên quan đến tội phạm, đấu tranh thành công hai chuyên án thu giữ 10 bánh heroin, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho nhân dân được 875 buổi với 40.000 người tham gia, huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí giúp các hộ nghèo trên địa bàn biên giới với số tiền gần 7 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh quán triệt nghiêm các chỉ lệnh của trên về công tác biên phòng trên tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chủ trì phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện Dịp này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 4 tập thể và một số danh hiệu khác của Bộ Quốc phòng. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh trao danh hiệu cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2023. Nghị quyết 27 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh về xóa bỏ phong tục, hủ tục, lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh được thành phố Hà Giang triển khai thiết thực, có nhiều cách làm sáng tạo. Đó là đánh giá được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo về xóa bỏ phong tục, hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc, thành phố Hà Giang vào chiều ngày 8 tháng 12. Thực hiện nghị quyết 27, thành phố Hà Giang đã tập trung vận động các hộ gia đình có người chết đi hỏa táng, cắt giảm các thủ tục dườm già trong đám tang, thực hiện nói không với tảo hôn và các nệ nạn xã hội, nói không với cưới lớn và tổ chức nhiều ngày, nói không với thách cưới cao, phục hồi bốn lễ hội văn hóa của các dân tộc trong chỉnh trang đô thị lát đá vỉa hè thành phố đã xã hội hóa được trên 5 tỷ đồng việc chỉnh trang biển bảng quảng cáo vệ sinh môi trường được các phường tổ dân phố thực hiện tốt về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, thành phố Hà Giang sẽ tập trung nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo về xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, làm tốt công tác tuyên truyền, duy trì tổ chức tốt các lễ hội, phát huy tốt vai trò của người uy tín trong cộng đồng, triển khai xây dựng các mô hình nhân rộng điển hình, tạo phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Cũng liên quan đến lĩnh vực này, mới đây huyện Mèo Vạc đã họp tổng kết ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo, ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, công tác phối hợp giữa ban dân vận mặt trận Tổ quốc tổ chức đoàn thể với các ngành khối nhà nước luôn chặt chẽ và đồng bộ. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từng cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo hoàn thiện hơn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác. Nhiều phong trào thi đua dân vận khéo gắn với phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng. Thông qua các phong trào, cuộc vận động đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, từ đó nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được nhân rộng. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, huyện Mèo Vạc sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các văn bản chỉ đạo, thực hiện hiệu quả hội nghị nhân dân gian, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam triển khai tốt phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên nắm chắc tình hình trong nhân dân, phát hiện sớm các vụ việc để từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết tốt các vụ việc. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, trọng tâm là công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị Tại Đảng Bộ huyện Quang Bình, xác định đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ và phát triển đảng viên là một trong những giải pháp then chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ gắn với mô hình tri bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Trước mỗi buổi sinh hoạt tri bộ, ban tri ủy tri bộ thôn Kiêu, xã Xuân Giang đều họp bàn, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng trước, dự thảo các nội dung cần thảo luận trong buổi sinh hoạt tri bộ cũng nhờ đó nhiều vấn đề của thôn như phát triển kinh tế, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, gieo trồng, do màu vụ đông hay bình xét gia đình văn hóa đã được đưa ra bàn bạc dân chủ sôi nổi. Thực hiện nghị quyết bộ đề ra hàng tháng này là các đồng chí cảm thấy nó nó đúng nó đúng mà nó trúng hơn do vậy là các công việc để triển khai sau khi đưa ra nghị quyết ở thôn ấy, là cũng đều hoàn thành để nhất là trong buổi rồi cái năm vừa rồi là thôn là là, là là nâng cấp lại toàn bộ các tuyến đường liên thôn. Đối với ủy viên ban chấp hành được phân công phụ trách các chi bộ thì thường xuyên theo dõi và giúp đỡ các chi bộ để triển khai thực hiện à, cơ bản là đến nay thì các chi bộ đã đi vào nề nếp để thực hiện theo đúng cái chỉ thị tinh thần chỉ thị 12 hai à, sinh hoạt để nâng cao cái chất lượng sinh hoạt của chi bộ cũng như là nâng cao cái chất lượng đảng viên. Hiện Đảng bộ huyện Quang Bình có 56 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 18 đảng bộ và 38 chi bộ và có 239 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số trên 6.400 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 572 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt của các chi bộ luôn đạt trên 85%. Đánh giá xếp loại tri bộ có 198 tri bộ xếp loại tốt, chiếm 83%, 41 tri bộ xếp loại khá, không có tri bộ yếu kém ban thường vụ huyện tiếp tục phân công các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng thành lập bốn tổ công tác và thường xuyên xuống các cái chi bộ dự dự sinh hoạt nhằm mục đích là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở những cái đơn vị mà được đánh giá là còn hạn chế còn hạn chế với những đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ tại Đảng Bộ huyện Quang Bình đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng các chương trình nhiệm vụ đề ra đảm bảo sát đúng với tình hình địa phương. Tất cả những điều này đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân là động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có quyết định công nhận xã Kim Ngọc và Đồng Yên, huyện Bắc Quang là đô thị loại 5. Đây sẽ là cơ sở để huyện Bắc Quang và hai xã đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao mức sống người dân. Đồng thời đây cũng là cơ sở để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đô thị. Xã Kim Ngọc nằm cách trung tâm huyện 20 km về phía Đông Nam, có tổng diện tích gần 4.000 ha, dân số trên 5.000 người. Đến nay, cơ cấu hạ tầng nông thôn của xã cơ bản hoàn thiện, 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 99,8% người dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nền kinh tế từng bước chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng giá trị của lĩnh vực du lịch dịch vụ. Đối với xã Đồng Yên nằm ở phía tây nam của huyện Bắc Quang, cách trung tâm huyện 40 km, có tổng diện tích tự nhiên 4.000 ha, dân số hơn 8.000 nhân khẩu. Đây là xã vị trí giao thương hàng hóa thuận lợi với các xã của huyện Quang Bình, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Trong những năm qua, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân xã Đồng Yên đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao tỷ lệ hộ khá giàu. Với việc được công nhận đô thị loại 5 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với hai xã, ghi nhận sự quyết tâm nỗ lực của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Kim Ngọc và Đồng Yên trong tiến trình xây dựng phát triển, đồng thời là cơ sở để đẩy mạnh thu hút đầu tư, định hướng phát triển trong tương lai. Cũng nhờ việc Ủy ban dân tỉnh quan tâm, chú trọng, đồng thời tập trung huy động các nguồn lực cho công tác lập quy hoạch, phát triển đô thị, nên đến nay tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 23,89% thực hiện nghị quyết về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng năm và cả giai đoạn. Tốc độ đô thị hóa tại các địa bàn luôn được chú trọng và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Riêng trong năm 2023, tỉnh đã công nhận 5 đô thị gồm Mộc Duệ, huyện Yên Minh, Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, Tân Bắc, huyện Quang Bình, Đồng Yên, Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang. Theo đánh giá, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến cuối năm 2023 đạt 23,89%, tăng 3,76% so với năm 2022. Trên quan điểm phát triển đô thị phải đảm bảo tính đồng bộ, bền vững, hài hòa với cảnh quan và bản sắc văn hóa đặc trưng. Trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang sẽ gắn chặt chẽ quy hoạch đô thị với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng ưu tiên giao thông, điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thống thoát nước, ưu tiên các dự án hạ tầng phục vụ phát triển ngành du lịch. Tỉnh đề ra mục tiêu đến cuối năm 2024, tỷ lệ đô thị hóa đạt 25,2%. Xin chuyển sang một số thông tin khác trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Mới đây, Hội Nông dân huyện Mèo Vạc phối hợp với Hội Nông dân xã Sùng Trà tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò vỗ béo và nuôi lợn thương phẩm cho người dân trên địa bàn xã. Tại buổi tập huấn, người dân được truyền đạt một số nội dung như giới thiệu một số giống bò, cách chọn con giống đảm bảo chất lượng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc con giống, phương pháp thụ tinh bò trong nông hộ, cách làm chuồng trại đảm bảo kỹ thuật và việc tận dụng nguyên liệu sẵn có, cách trồng, chế biến, dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi cũng tại buổi tập huấn người nông dân còn được hướng dẫn phương pháp phòng và điều trị bệnh trong chăn nuôi phương pháp chăn nuôi hợp vệ sinh thông qua buổi tập huấn nhằm giúp người dân nắm được các kiến thức cơ bản trong chăn nuôi để áp dụng vào thực tiễn tại gia đình đồng thời đây cũng là cơ hội để người nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật phương pháp chăn nuôi hiệu quả từ đó sẽ góp phần thúc đẩy lĩnh vực chăn nuôi phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân với sự năng động, sáng tạo, đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Bắc Quang đã khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong đó, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Gia đình ông Lý Văn Lợi, xã Tiên Kiều có 2 hecta trồng cam sành. Năm 2018, giá cam liên tiếp giảm mạnh trong khi nhiều dịch bệnh hoành hành nên có thời điểm ông muốn bỏ vườn cam. Xong được Hội Nông dân xã vận động, năm 2021, ông mạnh dạn vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để cải tạo vườn cam. Đến nay, vườn cam của ông sinh trưởng phát triển tốt, đầu ra của cam đều được các thương lái đến thu mua, thông qua sự giới thiệu, hỗ trợ của Hội Nông dân huyện. Hội Nông dân huyện với xã giúp đỡ được vay và vốn yêu đái xong là cũng về để chăm sóc cây cam sang năm nay nữa là quả nó đẹp hơn với lại nó được sai hơn còn đối với chị Lý Thị Nguyên cũng ở xã Tiên Kiều, năm 2020 do dịch tả lợn châu Phi bùng phát nên chị để không trường trại. Đầu năm 2021, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Hội Nông Dân huyện, chị Nguyên đã vay 50 triệu tu sửa chuồng trại, chuyển sang nuôi dê. Năm nay tôi nuôi dê thì tôi thấy dê nó phát triển rất là tốt. Và trong 3 năm thì từ nuôi mua con giống thì trong 3 năm thì tôi thấy là Tôi đã sinh sôi phát triển được gần 200 con dê. Huyện Bắc Quang có 236 tri hội nông dân với trên 11.000 hội viên. Với chủ trương nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân, trong thời gian qua, các cấp hội nông dân của huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ hội viên, tích cực xây dựng các mô hình điển hình về phát triển kinh tế. Đến nay, trên địa bàn huyện hiện có 114 mô hình sản xuất nông lâm nghiệp tiêu biểu, hiệu quả kinh tế cao với lợi nhuận từ 100 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng một năm trong thời điểm kinh tế khó khăn thì tập trung vào là cái phát triển nông nghiệp để nâng cao cái thu nhập phối hợp với việc đó là tập trung vào cái việc tạo việc làm cho hội viên nông dân từ đó nhân rộng lan rộng ra để cho hội viên nông dân các xã thị trấn học tập và nói theo cũng nhờ phong trào thi đua, trung bình hàng năm toàn huyện có gần 500 lao động được giúp đỡ bằng việc làm tại chỗ. Gần 1.000 lượt nông hộ được hỗ trợ về vật tư, cây con giống, ngày công. Đặc biệt, đời sống thu nhập của đa số nông dân ngày càng được cải thiện. Góp phần không nhỏ vào mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bắc Quang trở thành huyện nông thôn mới. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về thời tiết của các khu vực trên địa bàn tỉnh. Dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 10 tháng 12 năm 2023. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực vùng núi thấp nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 83% những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của đài phát thanh truyền hình hà giang cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi